Thưa quý vị và các bạn, ngày 10 tháng 5, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã triệu tập ông Huỳnh Uy Dũng, nghệ sĩ Hoài Linh, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên cùng nhiều người khác tới dự phiên xét xử bà Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm. Ngày 10 tháng 5, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành quyết định xét xử vụ án Nguyễn Phương Hằng, 52 tuổi, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam cùng 4 đồng phạm về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo đó, phiên xét xử được ấn định vào ngày 1 tháng 6 và kéo dài trong vòng 5 ngày do ông Bùi Đức Nam làm chủ tọa. Tham gia phiên tòa có 9 luật sư bào chữa cho Nguyễn Phương Hằng và ông Đặng Anh Quân. Ngoài ra, có 7 luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các đương sự, trong đó có 6 luật sư bảo vệ riêng cho bà Phương Hằng. Hội đồng xét xử cũng cho biết đã triệu tập ông Huỳnh Uy Dũng, chồng bà Nguyễn Phương Hằng, ông Võ Nguyễn Hoài Linh, nghệ sĩ, bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh, ca sĩ, bà Đặng Thị Hàn Ni, nhà báo, ông nguyễn đức hiển nhà báo bà trần thị thủy tiên ca sĩ cùng chồng là lê công vinh cựu cầu thủ bóng đá ông huỳnh minh hưng ca sĩ đàm vĩnh hưng bà đình thị lan bà lê thị dầu bà trương thị việt hà nguyễn đinh kim đến tòa với tư cách là người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan theo đó theo cáo trạng lợi dụng sức ảnh hưởng của cá nhân bà nguyễn phương hằng liên tục tổ chức các buổi livestream để nói về nhiều nội dung chưa được kiểm chứng và phát ngôn về chuyện bí mật đời tư cuộc sống riêng của nhiều cá nhân làm ảnh hưởng đến uy tín cá nhân xúc phạm nghiêm trọng đến uy tín danh dự của các cá nhân